Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video để hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn đàn, các bạn quay phim lại, các bạn đăng lên YouTube, các bạn đăng lên TikTok hoặc là các bạn đăng lên Facebook thì cái video của bạn sẽ không có những cái âm thanh ồn ào. Tại vì khi mình đàn đôi khi cái môi trường như là mưa, rồi trẻ em khóc, tiếng xe máy vân vân rất là ồn. Điều đó làm cho khán giả người ta không có nghe được cái bài đàn của các bạn ha. Thì có rất nhiều người có hỏi mình thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách dùng từ Yabu để cái bí quyết để các bạn có thể có một video hay không có bị tạp âm. Cái việc các bạn thu âm thanh lại cho nó sạch, các bạn ghép vào hình đó là làm cho âm thanh sạch nha, chứ không phải làm cho âm thanh hay hơn. Cái âm thanh hay vẫn như vậy thôi, chẳng qua là nó sạch thôi. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái sao kẹt. Cái sao kẹt này các bạn có thể mua với nhiều mức giá khác nhau nha, rẻ nhất là tầm 1 triệu mấy đó, thì cái này tầm là 5 triệu. Cái sao kẹt nó sẽ có đi theo một cái dây gọi là cái dây nguồn như thế này nè. Nó vừa có công dụng là nguồn mà vừa có công dụng là truyền tín hiệu vào laptop. Một đường vào sao kẹt và một đường sẽ đưa vào laptop như thế này nha. Từ cái đàn các bạn sẽ kết nối cái cổng âm thanh, cổng output, cổng phone hoặc là cổng line out đó. Các bạn sẽ cắm một cái dây rắc 6.5 từ cái đàn để đưa vào sao kẹt. Đó. Phía sau sao kẹt ha, cũng tùy sao kẹt. Nó như vậy cái cổng ra á, ở đây là có thể mình đưa hai cổng này cũng được ha, gọi là cổng out hoặc là các bạn đưa cổng phone ra cái loa để các bạn nghe được cái âm thanh các bạn đàn nha. Đó, mình đã chuẩn bị một cái loa ở đây rồi nha. Trên laptop thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái phần mềm gọi là phần mềm Cubase 5. Phần mềm Cubase 5 nằm ở đây ha. Đây, tại vì trên Win á, thật ra nó cũng có phần mềm thu âm rồi nhưng mà nó sẽ bị lỗi nhiều thứ lắm các bạn. Các bạn muốn làm chuyên nghiệp các bạn nên tải Cubase hoặc là phần mềm FL Studio này cũng được ha. Rồi mình sẽ dùng Cubase 5. Rồi Cubase 5 ở đây nha. Rồi mình đã chuẩn bị sao kẹt, âm thanh vào sao kẹt, âm thanh ra loa, phần mềm xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ thu âm. Các bạn coi mình thu nha. Mình đã thu một khúc piano trước nè. Cái này là cái khúc cuối của bài Mưa tháng 6 đang rất là nổi tiếng. Rồi sau khi mình đã đàn rồi ha thì mình sẽ bấm dừng lại. Ok, các bạn nghe vừa rồi lúc mình đàn thì Huỳnh Lân có hát có hỏi một câu là đàn bài gì. Cái câu này là mình nhờ Lân hỏi nha, có nghĩa là mình tạo ra cái sự tạp âm đó, nhưng mà khi mình thu lại đúng không, mình xuất ra cái âm thanh này. Bây giờ các bạn nghe nha, đây là cái âm thanh mình vừa thu lại nè. Vừa thu lại rồi, giờ mình sẽ xuất cái âm thanh này ra nha. Các bạn có thể học cách sử dụng phần mềm Cubase 5 này bằng cách là lên YouTube coi nha. Mình thì làm ngắn gọn về chuyên bên đàn thôi cho các bạn coi nha. Mình sẽ bấm chữ là thu âm. Rồi bây giờ mình sẽ xuất nha. Các bạn nên xuất file quay nha các bạn, đừng có xuất phơi cái đuôi MP3. Rồi ok, đã xong. Rồi đây là cái bài của mình vừa xuất nè. Thu âm đâu. Thì bây giờ mình lấy cái file này mình chỉ cần đắp vào lại những cái hình ảnh mà nãy giờ Huỳnh Lân quay giùm mình á, thì các bạn sẽ có một bài rất là hay mà không có tạp âm rồi. Rồi ok, nói chung là bây giờ các bạn sẽ coi lại hai cái bài đàn của mình hồi nãy nha, và khi không có tạp âm nữa. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn yêu thích kênh của mình thì
đăng ký và chia sẻ yêu thích cái đàn này. Và những cái mà các bạn đang coi mà các bạn thiếu gì á, không có thể nào mua bên ngoài thì có thể liên hệ mình nha, chẳng hạn như là loa, đàn vân vân, thì mình sẽ gửi đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video lần sau.